Hello, xin chào anh em nhé, mình là Tùng của Trần Á. Và trước khi bắt đầu video, mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Rồi thì hôm nay vẫn là một video mà mình chơi Trần Á để mà cái điểm các bạn nhé. Thì trận này là mình solo vì tưởng là Florentino. Đấy, đầu game thì team địch là chọn Triệu Vân đi rừng. Nên các bạn biết đấy, con Triệu Vân nó đi rừng đầu game ấy rất là yếu luôn. Nên team mình biết điều đó và đã vào phá rừng của nó. Đấy, tuy nhiên thì không ăn được con bùa blue của nó, nhưng mà đã ăn được một màng bắn nhá. Đấy, thì nói chung là cũng có một chút lợi thế rồi. Rồi thì đối đầu với tưởng Floor thì đương nhiên cái đồ sức mạnh ở khả năng solo ấy thì Floor sẽ nhỉnh hơn Jenna rồi. Nhưng pha này mình thấy là thì mình có ngủ không sắp gánh này, thì mình sẽ là đứng cao hơn quán nhá. Và lại là đầu game mình là một màng rồi, sánh Floor một chút. Đấy, thì mình chỉ là vứt cho ai cầu triệt luôn, lao cầm lặng rồi mình lượt ra thôi quán nhá. Đấy, đấy chứ không khô máu với nó đâu. Đấy, thì bây giờ Floor nó thấy có hai người rồi, nó sẽ rèn hơn. Nhưng pha này mình sẽ vẫn gây áp lực quán nhá, bởi vì báo liên quan rất là nhiều máu luôn, cầu máu ra rồi lượt về. Nhưng mà pha này mình thấy đủ đam nên là mình đã là kết liễu nó luôn các bạn nhá. Thì hai màng sẽ cho mình rồi, nhưng mà ngược lại ở đường rồng mình đang rất là kém luôn. Đấy, thì mình tua nhanh đến một thêm hơn một phút đấy, thì pha này mình chặn lính các bạn nhá. Và mình đã cầu máu được Floor rất là nhiều máu luôn. Và với cái hướng di chuyển này cũng như lượng máu này của Floor, chắc chắn là Floor sẽ nằm xuống các bạn nhá, không thể nào chạy đi đâu được, kể cả pha đó nó tung trùng bóng ấy. Mình còn rất nhiều chiếu để mà kết liễu nó, nên là mình đã giành lợi thế và phá được cái trụ đầu tiên của team địch ở đường top các bạn nhé. Rồi thì ngoài lên một chút là lâu nay mình ra video hơi thất thường ấy, tức là bình thường một tuần mình ra một cái hoặc là hai cái, nhưng mà mình tuần gần đấy thì mình tận 10 ngày mới ra ấy, thì các bạn thông cảm nhé, mình bận một chút việc đấy nên là mình ra hơi chậm video một chút. Mình sẽ cố gắng ra nhiều dày hơn một tí các bạn nhé. Thôi thì pha này đang Triệu Vân ổn team mình, nhưng mà rất tiếc là team mình lại có thằng ngủ không xuống gánh nữa, nên là mình đã là kết liễu được màng của thằng Triệu Vân quán nhá. Tuy nhiên Triệu Vân với lết thì nó rất là khó, nói chung solo với Triệu Vân ở giai đoạn này thì được này, cho con với lết ấy, con Triệu Vân nó khá là mạnh các bạn nhá. Rồi thì vẫn là cái tận dụng lợi thế mình hơn vàng và lo và hơn trú ấy, thì mình vẫn đi ép đấy. Trận này tuy là team mình đánh có vẻ ổn, nhưng mà riêng bạn đi đánh mình cảm giác rất là dở các bạn nhá. Hiện tại fit khá nhiều rồi, hai đi với support đầu game chửi nhau ấy, nhưng bây giờ hai đứa nó không đi với nhau nữa. AD thì fit liên tục, support thì cũng chả hỗ trợ được gì cho team hết. Đây các bạn thấy là con ván con tưởng mạnh đầu game bây giờ nó đã không bá rồi, support thì 1-4 đấy. Hai bạn đường rồng đi đường thua rất là nhiều luôn. Đấy mà con AD cùng team mình mạnh đầu game, mà đầu game yếu như thế này thì late game đúng là không chơi được đâu, bởi vì con ván ấy late nó tay đã ngắn rồi đấy, thì nó sẽ lù hơn so với team địch ở trên late các bạn nhá. Đoạn đầu thì nó ngon hơn đấy, mà đâu mà không tận dụng được thì late làm sao mà chơi được. Nếu pha này bắt được sleep nhá, trận này mình thấy con sleep nó chơi khá là hay. Đây cái màng này nó bị mình ăn, nhưng mà những màng đầu tiên nó ăn được ở cái đường trong, nó ăn được support và AD rất nhiều màng luôn các bạn nhá. Hiện tại sleep nó đang sánh nhất ở bên team địch ấy. Rồi thì mình tua nhanh là phút thứ 10-20 nhá. Pha này mình ring ở cái bùi ở đường mid này và mình ăn được con màng con mid thấy bốc hơi luôn, ngủ không nổi ván nó bôi thêm cái đám nữa. Nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề duy nhất của team mình là thằng AD và thằng support nó vẫn chửi nhau liên tục ấy, hiện tại là nó không đi chung với nhau đâu. Đấy, rất là khó chơi ở vị trí của xạ thủ luôn, nên là các bạn biết rồi, Jenna thì là con tưởng mạnh đầu game đấy, ván cũng mạnh đầu game, con Thến thì nói chung là cũng tầm tám thôi, tu lén bây giờ cũng tầm tám thôi các bạn nhá, nó không hẳn là quá mạnh ở đâu hay giữa game đâu. Đấy, chỉ có con ngủ không nó mạnh với lết thôi, nhưng mà ở phía team địch thì có quá nhiều hiệu ứng khống chế mà ngủ không mà solo với Florentino hay là Triệu Vân thì đều rất là khó gọi nhá, kể với là lết. Đấy, nó chỉ bắt được thằng AD và thằng support, thằng AD và thằng mid thôi, nhưng mà mid thì nó có hết tung. Đấy, thằng AD thì nó quá cơ động, trận này mình cảm giác là rất là khó chơi giai đoạn vlet các bạn nhé.
Đấy thì các bạn thấy là team Tinh Cách nó tận dụng được cái pha team mình combat thú ấy, nó đẩy nạt hết hai đường siêu cấp rồi. Bây giờ chỉ còn một đường siêu cấp duy nhất thôi. Đấy, rất là khó chơi luôn. Ở cái pha phút thứ 14-40 này thì mình chỉ biết là ở nhà mà thủ lĩnh các bạn nhé, cho con lên thì cũng không được. Đấy, đồng đội thì nó đã là hèo gần hết rồi. Bây giờ trông chờ thằng ngủ không là chủ yếu thôi, bởi vì thằng ngủ không bây giờ nó có như thế nào nhỉ? Thằng ngủ không bây giờ là chỉ bắt AD và những thằng chủ lực của team địch nhất. Còn bây giờ Zena ấy thì tâm lết các bạn biết rồi, Zena mạnh đầu game về lết thì nó không ngon được như con ngủ không các bạn nhé. Đấy, về cái khoản mà bắt chủ lực ấy thì ngủ không ngon lên đấy. Vừa nói xong ngủ không nó ăn được hai màn các bạn ạ, rất là hay luôn. Thôi thì tận dụng cái lợi thế và ngủ không mang lại thì team mình đã ăn con đơn thân này các bạn nhé. Và mình cũng là thả luôn ở một cái đường top luôn. Thật ra thả ở đường top hay là đường bot cũng được, đường mid cũng được, đường mid thì dễ bị giòn quá, mình thả đường top. Đấy, nhưng mà mình rất tiếc là thằng Ván nó lại bị bắt lẻ rồi. Các bạn biết đấy, thả đơn thân mà mất AD thì có như là quăng con đơn thân luôn các bạn nhé. Mình không hiểu sao mà bạn AD lại chơi như thế này nữa. Bây giờ là 0-7 rồi. Thằng support thì 1-8 đấy, hai thằng này nó không đi chung với nhau mà nó cũng trả hỗ trợ nhau. Đây, nó dần nhau từ đâu game đến chơi mà bây giờ nó vẫn không thu hoàn cá nhân, nó vẫn dần đến cuối game. Bây giờ thì thằng Ván mà nó nằm xuống coi như con ta thân mất luôn các bạn nhé. Đây, chơi game để giải trí mà vào đây dần nhau dần về hơn, giống như là cặp đôi mới yêu ấy, mặc dù hai thằng này là con trai hết các bạn nhé. Đấy, đầu game nó chửi nhau một hai câu mà bây giờ nó là không thèm đi chung với nhau, thằng nào cũng fit hết, rất là mệt mỏi luôn. Thì pha này là gần phút ta thân gần ra tiệp rồi. Mình cuốn tim là bảo là không phải cuốn tim, mình chat các bạn nhá, mình đi đớn mà không bật mic đâu, mình chat mình bảo là giữ màng để mang ta thân này. Đấy thì ngủ không pha này rất là tỉnh táo, bởi vì thấy là team địch ở nửa bản đồ kia hết rồi thì ngủ không cuốn vào ăn ta thân. Pha này ăn được các bạn nhá, quan sát ăn được đấy, ăn nhanh được, nhưng thằng Ván nó lại đi lẻ các bạn ạ. Nó lại đi lẻ và nó lại bị nằm xuống rồi, thì pha này nó nằm xuống coi như là mất con thân luôn, chắc chắn luôn bạn nhé. Đây các bạn thấy rồi, pha vừa rồi mình đứng rất là cao để mà soi map cho đồng đội, thằng Thiên cũng vậy, ngủ không nó cũng nhìn được map là team địch ở phía bên kia hết, thì đáng ra thằng Ván phải chạy sang phía bên này để mà ăn tơ thân, hoặc là không ăn tơ thân cũng được, nó không được đứng sang phía bên kia bởi vì map đã sáng hết rồi. Đấy, map đã là đồng đội soi hết rồi vậy mà nó vẫn cứ đi lẻ để mà nằm xuống, rất là mệt mỏi luôn. Đấy thì các bạn thấy ngay cả AD team địch mà thấy thằng Ván cũng ngửa mắt luôn các bạn nhé, 0-8 luôn, rất là gọi là mình luôn thẳng, rất là ảo đồng đội luôn các bạn nhé. Đấy, địch mà nó còn ngửa mắt thấy ấy, mình không hiểu sao mà nó chơi game mà nó kiểu như thế nào ấy, chơi kiểu mà dần hơn pha này mình không về quá nhé. Mình nghĩ là giữ chân được hai thì tăng team địch ấy, thấy pha này mình đáng là mình ăn được thằng Slim này, nhưng mà rất tiếc nó còn tốc biến, pha đó nó không còn tốc biến ấy thì cái liêm của mình sẽ là giữ được màng cho mình các bạn nhé. Đấy, rất là tiếc luôn. Rồi thì với lợi thế là có những con lính siêu cấp này thì team địch ấy người ta bao được hết trụ rồi nhá, thằng Ván nó cũng là cố gắng để mà bắn con lính rồi nhưng mà tay nó ngắn quá. Đấy, lù thế con Ván ở village như vậy đấy. Đấy, con lính này còn nửa bình máu thì pha này team mình cũng trả rồi nó con lính này. Mặc dù như vậy ấy thì con lính này cũng sẽ là bị giòn bởi cái trụ thôi, nó còn chậm máu mà. Nhưng mà các bạn biết đấy, cái đường siêu cấp nó ngắn rồi thì là sẽ là khẩu 3 con lính to nữa đấy. Ba con lính to này vào nữa thì coi như là mình pha này mình hồi sinh, mình không thể nào là cần một lúc được 5 người cộng thêm báo con Toru này quán nhá, rất là khó luôn. Cái ván này mình cũng bỏ tay đấy. Đấy thì trận này là defeat các bạn ạ, rất là mệt mỏi luôn đấy. Rồi thì trước khi bắt đầu tóm tắt trận thứ hai, trận thứ hai này mình solo với Quý thì cho mình gọi là VR một chút các bạn nhá. Đấy, hiện tại là mình có rất nhiều là ác từ VIP trung bình hay là ác nhỏ mình cũng có rất là nhiều. Nếu như các bạn có nhu cầu team nick theo yêu cầu theo skin thì các bạn thể có nhắn cho mình các bạn nhé, mình sẽ là team lựa cho các bạn theo cái yêu cầu của bạn. Hoặc là nếu như các bạn có nick ngon mà các bạn nghỉ chán không muốn chơi nữa ấy, các bạn muốn thanh lý lại thì các bạn nhắn cho mình sẽ thu theo cái gọi là giá hợp lý nhất có thể cho các bạn đấy. Đương nhiên thì nếu như mình thu thì giá nó phải là để là như nào mình bán ra thì phải có lời rồi, nên là nó sẽ không được cao như cái mức mà mình bán ra đâu các bạn nhé. Đấy thì các bạn phải hiểu cái điều đó, có lời thì mình mới thu cho con, mà mình không thu mà bạn này ngáng vốn đâu, bạn tự hiểu về vấn đề đó các bạn nhé.
Rồi thì bây giờ bắt đầu là trận đấu, thì ván này mình cướp được thất thân các bạn ạ, cướp mấy con choáng được các thằng ngủ không nữa, cuối cùng là mình ăn được double kill của anh ấy, hai màng luôn. Thì đầu game ăn được hai màng thì khá là ngon rồi, nhưng mà các bạn biết đấy, con quý ở trận đầu game ấy nó rất là mạnh luôn. Đấy, pha này đúng ra mình không cứu không về ra đâu này, mình mà cứu không cứu về ra mình sẽ sống thôi, nhưng mà mình cứu nó ấy. Cuối cùng các bạn thấy là nó rất là nhây, là con nhảy đen đấy, nhảy đen xong đoạn sáu này nó còn bị thằng ngủ không, nó khổ chết nữa, nó đứng nhảy đen được trước cái trụ của thằng quý đấy, rất là cay luôn. Biết thế mình chả cứu đâu, nó không trân trọng cái mạng sống mà mình đã dành cho nó ấy. Đấy, cuối cùng mình mất oán cái mạng của Sena và Pha vừa thôi. Đấy, thì như các bạn biết đấy, Sena và Quý là hai con tướng mạnh đầu game. Nhưng mà để nói ai mạnh hơn đầu game ấy, thì chắc chắn là con Quý ở giai đoạn đầu nó sẽ mạnh hơn các bạn nhá. Nhưng mà về late thì Sena sẽ nhỉnh hơn Quý một chút, bởi vì nó có thể mà không bắt cho địch được. Nhưng giai đoạn đầu này này thì đánh với Quý rất là mệt mỏi luôn. Các bạn thấy đấy, nó rất là trâu, vừa có hồi máu này, vừa có giảm vật lý các bạn nhá. Các bạn thấy những cái đường lên chân nó ấy, 3 đường mỗi, tức là mỗi lần nó dung chiếu ấy, nó sẽ được búp búp giảm vật lý các bạn nhá. Đây, khi các bạn thấy chi chân con Quý có 3 cái vạch ấy, tức là nó sẽ là được búp rất là nhiều giảm vật lý các bạn nhá. Đấy, nên là giả sử mà nếu như các bạn đi top kia, các bạn đi top mà các bạn chơi muốn chơi khắc chế Quý một phần ấy, thì ngoài cái giảm hồi máu ra, nếu như các bạn chơi một vị thần phép các bạn nhá. Đấy, nếu giả sử các bạn chơi một vị thần phép đi top thì các bạn sẽ có lợi thế sau Quý, chẳng hạn các bạn chơi con Skirt chẳng hạn này. Bởi vì các bạn biết đấy, con Quý là nó có hồi máu, thì các bạn lên đáo thì mình không nói rồi, chắc chắn cái đó là sẽ khắc con Quý phân. Nhưng mà các bạn thấy chứ, dưới chân nó khi nào có 3 vạch kia, tức là nó sẽ không dồn một vạch là còn mấy chục giáp ấy. 3 vạch nó còn tâm, mình cứ nhớ không nhầm, tâm khoảng vài trăm giáp ấy. Thấy giáp vật lý nhá. Cái pha này mình nằm xuống, nhưng mà ai may mình vẫn ăn được màn Quý các bạn ạ. Thì khi mà các bạn chơi vì tưởng vật lý ấy, các bạn sẽ là bị cái giáp của nó khắc chế một phần. Nhưng mà các bạn chơi tường phép ấy, còn sức cướp chẳng hạn này, đấy thì các bạn đánh con Quý các bạn sẽ là đám ok hơn, và các bạn sẽ là dễ chơi hơn các bạn nhé. Đấy là một phần ngoài cái mèo là lên đô giảm hồi phục, thì cái mèo là lên chơi con tường phép ấy thì solo với Quý sẽ ngon hơn các bạn nhé. Một là tường phép, hai là tường của sát thương chuẩn. Đấy thì là solo với Quý sẽ rất là dễ chơi luôn. Cái pha này mình dùng tù nguyệt trạm và mình kháng được cái ulti của con Hidu, kèm theo là ăn được thêm một màng của con ngủ không. Thì pha đó là ngủ không ăn nguyên cả 4 cái tù nguyệt trạm luôn các bạn ạ, nó không nẻ được cái nào luôn, bởi vì nó lên cái dây đầu ấy. Đấy, ngủ không gặp trên ái thì một phần bị khắc chế là bởi vì thương, các bạn thấy ngủ không phải lên cái dây đầu các bạn nhá. Đấy, và trên ái thì tù nguyệt trạm những cái dây khác ngoài dây sánh ấy thì đều là năm bất động bất tỉnh nhắn xương các bạn ạ. Cái pha vừa rồi nhiều CC của các bạn ạ, mặc dù mình là có miền khống đấy, nhưng mà quá nhiều khống chế luôn đấy. Đấy thì đây pha này combat rất là to luôn. Đấy, mình lướt vào mình cầm lăng được các bạn ạ, và mình bật chiêu của đánh thương cái kèm theo là cái chiêu của con díu nữa, nên là nó bôi đám thêm mình ăn được 3 màng các bạn nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Thì pha này chắc chắn là team mình sẽ là lợi thế và đẩy thẳng một đường các bạn ạ. Thì bây giờ mình nói một chút về vấn đề trang bị bằng ngọc phù hiệu các bạn nhé, bởi vì có rất nhiều bạn mới ấy, các bạn nhắn tin cho mình hỏi đủ rất là nhiều luôn. Mặc dù là video nào mình cũng là nói trong video rồi, mình nghĩ là các bạn không nghe kỹ ấy thì mình vẫn sẽ nói trong video tiếp các bạn nhé. Thì cụ thể là ngọc đỏ mình dùng công vật lý xuân giáp, ngọc tím là công vật lý và tốc chạy, ngọc lục là công vật lý xuân giáp. Về phần phù hiệu thì mình dùng là ma chú nhánh phù là xuyên tâm để lấy 60 xuyên giáp các bạn nhé, và có một nhánh phù nữa là cái dư ảnh. Nếu như các bạn không quen dư ảnh thì các bạn có thể dùng cái hấp huyệt để tùy mọi người, hoặc là các bạn có thể dùng nhánh chính là du hiệp luôn, đấy là tùy nhá, để các bạn không nhất thiết phải lên thông minh đâu. Rồi thì đó là về phần phù hiệu. Đây, mình đến trận thứ 3 nhé, trận này mình solo với con Hayate, và mình nói tiếp về phần trang bị. Thì trang bị ấy các bạn hỏi mình, nhưng mà mình nghĩ là không phải trận nào cũng lên giống nhau, nên mình sẽ không bình luận nhiều về phần trang bị. Đấy, trận nào các bạn thấy có nhiều hút máu ấy thì các bạn cứ lấy một đôi xuyên giáp, một đôi giảm hồi phục. Đấy là cái đá đuôi hôn chẳng hạn, trận nào bình thường cũng có hút máu ấy thì các bạn lên cái đô gọi là
như bình thường là một đô chân giáp này, một đô cống này và hai đô thủ này, hoặc là bạn nào mà thích lên ba đô cống cũng được, bởi vì ba đô cống thật ra trên nãy chỉ cần lên hai đô cống là mình nghĩ là đám sẽ đủ để bắt AD rồi các bạn nhé. Thường hai tay nó cầu rỉa rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Đấy, nói chung với phân đô ấy, các bạn có thể là nhìn theo mình ở trong trận đấu, các bạn thấy mình lên đô như thế nào, các bạn thấy hợp lý lên theo. Còn không ấy, các bạn cử là tùy trận nhé. Ví dụ trận nào mình giả sử nhé, trận nào có nhiều vị tướng đánh tay này, thì thay vì lên dây xanh, các bạn lên dây xám nhé, giảm 15% sát thương nó đánh tay. Pha này bắt thằng lấu này, máy là đúng rồi đến giúp ấy, không là nó mùa cho mình nằm luôn đấy. Rồi, còn ví dụ về đô tiếp tục nhé, trận nào có nhiều AD ấy, những con tướng mà dùng nó đánh tay nhiều, các bạn có thể đến đô thủ là cái đô phiến tật truyền, bởi vì nó là giảm 30% tốc đánh đấy, rất là có lợi khi mà slow về những con tướng AD ấy. Hoặc là trận nào mà có những con tướng mà nó đám vật lý quá to như con ngủ không chẳng hạn này, hoặc là một số con mà thuần vật lý ấy, thì các bạn thay vì lên cái đô giảm tốc đánh thì các bạn có thể là lên cái giảm thống khổ, thì nó phản lại sát thương vật lý của nó nhá. Đấy, nói chung có rất nhiều cách để mà lên đô Zena, các bạn phải tùy theo con tướng các bạn gặp nữa. Nên là cái vấn đề lên đô ấy, mình không thể nào nó cho các bạn một đô cụ thể để mà các bạn học theo được đấy, nên là các bạn tùy trận nhá. Như trận này mình đang chơi ấy, là mình lên một đô xuân giáp là cái thương lo cái nớt này, cái áo trong bắn này, để mà lấy làm châm lấy đám, cũng như lấy chạm một chiếu một chút giáp và máu nữa, và một cái đô xuân giáp nữa là cái thương xuân phá, và một cái đô trói cũng như là một cái đô giáp hồi sinh. Thì sợ bị bởi vì sao mình lên cái áo trong bắn chứ không phải là cái kiến thức truyền, bởi vì mình muốn lấy cái đô cơ đồng này, bởi vì là nó có là giảm một chiêu mà nhé, 35% hồi giảm một chiêu khi lên đô của mình ấy, và có làm chầm có đám thì nó combo AD chỉ nửa combo là xong rồi. Vì sao là lên hai thương chứ không phải là một thương một nánh, bởi vì thứ nhất là hai thương này là đủ đám để bắt AD rồi, và thứ hai là nó rẻ hơn một thương một nánh tận 1.000 vàng thì mình sẽ lên sớm hơn đấy. Còn các bạn thích lên một thương một nánh thì các bạn cứ lên, còn bạn muốn lên rẻ đô rẻ thì các bạn lên hai thương này đám rất là ok đấy các bạn nhé. Nói đi thì không phải nói lại, nếu như trận này các bạn lên khiến thất truyền thì nó sẽ hợp lý hơn mà nhá. Đấy là do mình quen dạo này lên nó trong băng nhiều ấy. Thì trận này ví dụ các bạn gặp con Hayate kia, nó tốc đánh là tối đá là 165 đấy, nó lên đô tốc đánh tầm 165 ấy, thì các bạn biết là nó trên 150 thì nó mới đủ cái nội tài full rất nhiều phi tiêu các bạn nhá. Nhưng mà các bạn lên cái khiến thất truyền ấy, nó sẽ giảm 35 tốc đánh, tức là 165 nó còn có một 35 thôi, đấy là nó dưới 110 rồi. Thì các bạn biết được khiến thất truyền nó sẽ khắc chế được con hai tay này về cái phần sát thương các bạn nhé. Lúc nó mà bắn mình ấy, tăng chiêu 1 ấy, nó ôn tí mình ấy, thì cái sát thương tư ôn tí nó sẽ giảm đi, bởi vì tốc đánh của nó đã bị giảm rồi. Rồi thì các bạn thấy là trận này thì mình pick rất là ổn áp với team địch này, team địch pick tưởng mình thấy khá là ngờ ngẩn, bởi vì là hai con đã đi. Con nhớ không nhất thiết là Hayate nó đi top đâu, mình nghĩ là Hayate nó vẫn đi AD hợp lý hơn, mặc dù có một số keo Hayate đi top được, nhưng mà vị trí chuẩn của nó vẫn là đi AD các bạn ạ. Nên là nếu mà mang nó ra đi top mà gặp những con tường đầu xì đặc thủ như Jenna này, Zuka hoặc một số con cơ đồng ấy, thì nó không ăn thua. Giả sử mà nó đi top với những con là Omen này, hoặc là những con gì mà nó đi bố ấy, thì mới ăn thua. Chứ con pick Hayate solo với Jenna thì nó 5-5 quả bắn nhá. Và late game ấy thì lại là chỉ có mỗi thằng ná này nó mới combat được, bởi vì nó cơ đồng ấy. Đấy, mấy con kia toàn là con bị đồng cả, toàn là những con đi bồ cả, thì làm sao mới combat được, rất là khó chơi luôn. Nên team địch mình nghĩ được trận này pick rất là dở hơi các bạn nhá. Rồi thì trận đấu cũng mình nghĩ đến đây cũng sắp luôn kết thúc rồi đấy. Nếu như các bạn mà thấy video mình làm Zena giúp các bạn chơi Zena tốt hơn đấy, và cảm thấy bổ ích, thì các bạn đừng quên để lại mình một like và đăng ký các bạn nhé. Mình xin cảm ơn các bạn, và nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và video đến đây khả năng là kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình yêu các bạn rất là nhiều các bạn nhé. Destroy the